Rất nhiều khách hàng hỏi chúng tôi rằng là cái súng phun sương cao áp Takeo TK3X này xịt cho các loại cây trồng có thực sự hiệu quả không? Thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý bà con cùng xem kỹ thuật viên của chúng tôi phun xịt cho vườn chuối, vườn cây điều. Các bạn có thể nhìn thấy là những cây chuối rất là đơn giản, chỉ cần hơi nhẹ là có thể bay lên phủ kín một cây chuối đều mịn sương. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ mời bà con cùng xịt vườn mít Thái. Vâng, vườn mít Thái này thì độ tuổi là từ 4 đến 6 năm. Cây mít Thái thì cao từ 3 đến 5 mét. Và để phun được những cây mít này thì rất là đơn giản. Kỹ thuật viên của chúng tôi chỉ việc cầm súng phun sương lên và dơ lên thì là dạng sương ra đều ở miệng sẽ phủ kín cây. Bà con có thể nhìn thấy cực kỳ đơn giản và dễ dàng và tiết kiệm thuốc. Và rất là nhanh chóng và hiệu quả.